là cái con này nó toàn là màu khác đúng không? Con này thịt được chưa chị? Thịt được chưa ạ? Vâng, thịt rồi đúng không? Rồi em toàn nhân thịt được chưa ở đây á? À. Nhưng mà em thấy hôm trước lên trên động thác bò có con dê trắng mút đẹp lắm. Đây không phải là dê trắng. Cả dê. Đó, có con trắng, con đen, con vàng. Đây chưa có con nào đẹp. Thế chị ăn cái lá cây này thôi hả chị? Chị ăn lá cây thôi. Không phải chị ăn cái gì thêm à? Nó đang đang nhảy nhau này. Dê dê à? Thế mà để mình thả hoang nó thì thế nào? Nó chạy mất à? À, vẫn phải làm chuồng. Nhưng mà cái chuồng là chuồng dê thì nó lại khác nên đặc điểm gì? Nó lại tại sao chị lại không làm ở dưới gầm sát này mà lại làm trên cái như nào? À, thì nó không bẩn chuồng đúng không? Nhưng mà em thấy chị cho cái này là cái máng này thì vẫn là để làm gì đấy? Vẫn treo được cái đây gì? Lá này, lá xoan này nó cũng ăn. Lá xoan nó ăn. Nhưng loại lá nào nó thích ăn nhất? Lá mít. Lá mít à? À. Lá mít, lá sung. Lá mít, lá sung là hay ăn nhiều nhất. Lá mít, lá sung hay ăn nhiều. Lá chuối này đó. Lá chuối nó ăn trước hết luôn. À. Có bao giờ có phải rửa chuồng không chị? Út, kìa có lên được không? Không có con nào đẹp đẹp. Có bao giờ chị nuôi được dê đẻ không? Tìm cho à? Ừ. Ừ. Okay, giống. Nhưng mà nếu mà mình thả ở vườn xong là còn trồng có cây và nó có phá cây của mình không? Cây phải cây cao em ạ, cây nó còn bé thì nó phá đấy. Thế à? À. Cây mà nó tầm vừa trèo như nó như kiểu bằng lưng bằng kiểu mình đứng như này là nó trèo nó phá hết. À, nhưng nếu mà trồng rau riếc ăn ở dưới thì nó cũng phá hết nhỉ? Rau quay lưới thế à? Thế thì cho mày vào đâu? Bé sợ người à? Cái tai này là con gì chị? Là cái mác của nó à? Mã bắn à? Là có ý nghĩa gì chị? À, em hiểu rồi. Ừ. Không có con nào trắng muốt, em thích không? Con trắng muốt đẹp lắm. Rồi, em hiểu cách nuôi rồi.